Từ sớm, hàng trăm Phật tử tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã thu xếp công việc đồng áng để đến chùa Trúc Lâm trì chú đại bi nhân lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ ngày lễ lớn nào trong năm như lễ vía Đức Phật A Di Đà, đại lễ Phật Đản, Vu Lan, chư tôn đức đều tổ chức các chương trình với nhiều nghi thức truyền thống giúp giáo lý Phật Đà thấm nhuần trong mỗi Phật tử nơi thôn quê. Thì mong rằng ở tại Trúc Lâm Hoàng Diệu này, ngôi chùa này sẽ trở thành là một trong những ngôi tổ đình tu học, tổ chức những khóa tu để cho quần chúng Phật tử ở địa phương và các nơi trở về đây tu học. Vì chỉ có nương tựa giáo lý Phật Đà, thực hành lời Phật dạy thì có thể khiến cho bản thân chúng ta an yên trong cuộc sống và hóa giải tất cả những buồn phiền và chuyển tải năng lượng của mình để mang đến lợi ích cho mình và gia đình cũng như chúng sanh. Cùng với đó, chùa Trúc Lâm còn cung thỉnh chư tôn đức giảng sư chia sẻ những lời pháp nhũ, sách tấn tinh thần tu học của bà con Phật tử. Những lời dạy bình dị mà sâu sắc, thiết thực chính là cách để bất cứ đối tượng nào cũng dễ dàng tiếp cận giáo lý của Đức Phật, từ đó đem lại sự chuyển hóa thân tâm. Từ ngày thầy Tâm Đạo nhận chủ trì chùa Trúc Lâm, được gọi là chùa Chấm, đã được 10 năm. Thầy về đây thì mang lại cho bà con nơi đây rất là nhiều cái lợi lạc, để các bà con nơi đây đã biết thêm về Phật Pháp, rồi là các bà con nơi đây cũng đã hiểu thêm và thấm nhuần hơn giáo lý của nhà Phật. Thầy về đây thì mang lại cho dân làng nơi đây một cái niềm tin về tâm linh, rồi chỗ dựa tâm linh cho bà con nơi đây. Từ lúc mà thầy về đây thì chỉ có một ngôi chùa rất là nhỏ bé, mà xung quanh thì toàn ao hồ thôi, nhưng mà thầy đã hướng dẫn để mọi người, và thầy công sức của thầy bỏ ra để xây dựng được một ngôi chùa như ngày hôm nay, để hướng dẫn mọi người tu tập và hướng dẫn mọi người ấy hàng ngày ta thích đến chùa tụng kinh niệm Phật, và mọi người thấy là đời sống của mọi người rất là vui tươi lành mạnh, và mọi người thấy cảm thấy rất là hoan hỉ. Thời gian tới, chư tăng ni và Phật tử sẽ lên kế hoạch trùng tu và xây mới nhiều hạng mục, đem đến không gian sinh hoạt tâm linh khang trang cho bà con địa phương, góp phần xây dựng đời sống nông thôn văn minh, nghĩa tình.